Các bạn thì ở các clip trước công ty VGuard chúng ta đã giới thiệu các bạn rất là nhiều các loại thiết bị như súng quân sơn, nồi trộn, bơm sơn vân vân. Thì hôm nay qua clip này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái súng xịt bụi Meti DG10. Thì khi mua về chúng ta sẽ có cái hộp của súng xịt bụi đây. Thì ở đây thì nó đã có sẵn cái đầu đực rồi. Chúng ta có cái đầu cải chúng ta gắn vào là được. Đó. Thì ở đây nó sẽ có hai cái kiểu là một á, là chúng ta để nguyên và chúng ta có thể gắn vào chúng ta xịt rồi. Đó, chúng ta có thể xịt bược bụi rồi. Rồi còn không thì chúng ta có thể gỡ cái đầu này ra và chúng ta gắn cái đầu dài này vào để chúng ta có thể là xịt được các cái góc cạnh. Đó. Thì với cái súng xịt bụi này á thì nó rất là nhẹ nhàng. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đó. Và cái nó sẽ có thêm một cái đồ ấy đây, chúng ta có thể móc lên trên một cái đinh hay là một cái giá đỡ nào đó, chúng ta có thể móc lên. Thì ngoài các loại súng xịt bụi ấy, thì công ty VGuard chúng tôi còn cung cấp rất là nhiều các sản phẩm như là nồi trộn, bơm sơn, dây dẫn sơn, máy chè nhám, máy khoan rồi vân vân. Thì để ủng hộ kênh á, và nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách, chúc quý khách thành công.